Tôi là kiến trúc sư ở trong ban cố vấn của công ty DHA. Có được theo dõi cái dự án DIAQUA này từ đầu khi thiết kế. Trước hết tôi hiểu bếp thiên nhiên là có điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên. Nó vẫn ở trong căn hộ tiếp xúc với thiên nhiên. Rất may mắn cho dự án là căn hộ có một cạnh rất dài là 9m1 hoặc là 10m5 quay ra thiên nhiên. Và đấy là cái điều kiện rất là tốt để có thể tổ chức được cái bếp này tiếp xúc với thiên nhiên. Việc bếp tiếp xúc với thiên nhiên cũng đã từ lâu đối với cái Việt Nam đã được xây dựng từ nhiều chục năm trước trong những các cái căn hộ và chung cư thấp tầng, 5 tầng. Nhưng mà thời kỳ đó không thể có những thiết bị điều hòa không khí và khả năng chiếu sáng điện là rất hạn chế. Còn ở Âu Châu thì cũng vẫn có cái hướng là một thời gian dài bếp cũng vẫn biệt lập, là một không gian biệt lập với lại không gian sinh hoạt. Riêng ở đây, tại dự án thì chúng ta làm thì bếp vẫn là một bếp, là một cái không gian biệt lập với lại bên ngoài, với không gian sinh hoạt. Xong thì có giải quyết một cái diện kính và để cho nó không bị bức bối, không bị bức bối về tầm nhìn, không bị bức bối về tâm lý sử dụng của đặc biệt là người phụ nữ làm bếp. Cái đó bức bối vô cùng. Một thời gian dài, Âu Châu người ta đã cho rằng người phụ nữ về nhà là vào bếp. Vào bếp một tiếng sau thì xong bữa ăn. Nếu như ăn Âu Châu đơn giản thì cũng phải nửa tiếng hoặc là 45 phút xong, bưng ra ăn chỉ có 5 phút. Sau đó lại chui vào trong bếp một tiếng nữa. Và như vậy thời gian ở nhà là mất hết. Quay ra thì thấy người nhà bật TV xem, không ai nói chuyện với nhau nữa và thế là hết ngày. Và đấy là một cái mà Âu Châu đã đưa thiết bị bếp ra không gian ở. Nhưng ở xứ lạnh của họ là họ đã tận dụng cái tỏa nhiệt của bếp để sưởi ấm cái căn hộ của họ. Nhưng ở xứ chúng ta thì nhiệt độ thì lại rất đáng ngại. Và thứ nữa, cái ăn của người Việt Nam mình là ăn gia vị, khả năng bay mùi. Hiện nay bếp chúng ta có những các cái hút và nhân tạo hoàn toàn, đưa những các cái thán khí ở bếp và những cái hơi nước rồi những cái mùi thực phẩm không ra ngoài, không ra nở. Tất cả hơi dầu mỡ không ra ngoài, không ra nở. Xong thì đấy là cái đặc thù cái bếp. Đặc biệt cái bếp của chúng ta đây còn giải quyết một việc nữa. Đó là cái sàn nước, mình gọi là sàn nước. Ở ngoài đó là máy giặt, ở ngoài đó là phơi phóng, ở ngoài đó là nhiều khi phải làm thấp mà làm một cái sân ướt để có thể giải quyết trong công việc bếp núc. Thì đấy là như vậy, và kể cả cái không gian này cũng được tiếp xúc thiên nhiên. Như thế tức là cuộc sống mới, người chủ nhà, cụ thể là người phụ nữ, đã quán xuyến trong một thời gian ngắn, không ngắn lắm đâu, vừa nấu cơm, rồi vừa giặt, vừa phơi, vừa xếp đồ và tất cả. Và cái hướng nhìn, vừa nấu bếp, vừa có thể quan sát phòng khách, vừa có thể xem tivi, vừa có thể quan sát thấy chồng con ở bên ngoài, vừa có thể nhìn ra thiên nhiên. Và đấy là tất cả những cái giải tỏa về tâm lý rất là tốt. Thứ nữa là khả năng những mặt kính hiện nay ở đây sử dụng rất tốt, là khi đã mở thế này giúp cho chủ nhà có một việc bắt buộc phải giữ cái bếp cho nó sạch. Không thể được để bề bộn được, nếu để bề bộn ở phòng khách nhìn thấy hết. Và đây là một cái kiểm tra khéo. Nhưng cái này tôi cho rằng là nó chỉ là một cái thói quen dễ dàng, không có gì khó cả. Nếu như
một người nào đó làm kỹ hơn, nếu cẩn thận hơn, nếu cẩn thận hơn, ăn rồi nhưng mà chưa rửa giấy mà khách đến chơi đột ngột, thì có thể một cái màn cuốn thẳng đứng, bấm nút cái cuốn này và chưa rửa bát, mai mới rửa kia nên mệt. Thì tôi sẽ cố gắng để đàm phán, và cái này do chủ nhà người ta quyết định, chứ khéo léo thì nó dễ lắm. Để một cái màn từ đây xuống thì đây cứ để bừa bộn, nhưng mà chính để thế này nó giúp cho cái bếp nó sạch là nhờ mảng kính, chứ không phải là nó bắt cái người chủ nhà phải chăm sóc đến nó. Nó với lại sinh hoạt là một, đúng không? Cái đó rất là hệ trọng. Thành ra là nói về bếp thì ở Âu Châu, theo một số cái chung cư hoặc là một số cái biệt thự cũ, người ta thường lại có những cái thiết kế mà tôi thấy bàn ăn lại trong bếp, chứ còn ngoài kia chỉ là phòng khách không thôi, còn bàn ăn thì ở hẳn trong bếp, bởi vì nó rất tiện ích là không phải bê thức ăn từ đây ra cái bàn ăn ở bên ngoài đây và ăn ngay đây, ăn xong đưa ra đây rửa ngay, chứ không bao giờ là ở đây mình nấu ăn xong lại phải bưng ra ngoài, ăn xong lại bưng chén bẩn lại vào trong này. Nhưng mà lý do nào mà phải để cái bàn ăn ở bên ngoài? Lý do rất quan trọng, cái bàn ăn không đơn giản chỉ là ăn, đấy là một cái sinh hoạt gia đình. Ví dụ như con cái nó học bài thì nó học đâu? Nó phải có cái bàn viết, mà hiện nay thì nó học đâu? Phải trông vào cái bàn đa năng ấy, gọi là bàn ăn, nhưng thực ra nó rất đa năng ở cái bàn này. Có rất nhiều khách là tiếp ở đấy chứ không tiếp ở trên salon. Thành ra là rồi ở đấy còn ngồi viết, ở đấy rồi còn ngồi học. Nếu mà gia sư đến nhà dạy con mình học ngoại ngữ thì cũng phải có chỗ để gia sư ngồi dạy con mình học. Thì rồi thì máy vi tính phải xem xét một chút gì đó. Thành thử là cái khái niệm ăn gắn chặt với lại kệ bếp, bàn bếp thì nó vẫn thích dụng hơn. Tức là nấu xong để ra ăn, ăn xong rồi đưa vào rửa. Và cái bếp nó cũng vẫn sạch đẹp như là một cái phòng ăn ấy. Và nhưng mà vì chính chỉ vì một cái lý do cái bàn ăn trong căn hộ gia đình nó đang là một cái nơi nhiều chứa đựng vào cái bàn ăn ấy, nhiều cái sinh hoạt cần đến nó thì mới tách ra để nó thành như vậy. Còn riêng cái phong thủy của cái bếp này thì phải nói thêm một lời là có lẽ đây là cái tốt nhất cho cái phong thủy của các loại bếp. Bếp tức là phần hỏa là phần bếp nấu, hay là phần thủy là phần chậu rửa. Thế vuông góc thế này tương sinh là rất tuyệt vời. Mà người nào mua hàng cũng kén cái bếp. Hình có mặt bằng kệ bếp hình chữ L. Còn kéo dài ra thì tức là không tốt bằng. Và thứ nữa, nếu hai bếp đối xứng hai bên nhìn sang nhau, một bên là lò, một bên là nước, thì người ta kỵ. Thành thử là ngay cái thiết kế cái kệ bếp này cũng về mặt phong thủy cũng đã được xem xét. Các cái thiết bị hiện đại nhất là chúng tôi cho rằng đã được ở đây. Nếu có thể chúng ta thấy kỹ hơn nữa ở bên trong các thiết bị này thì cũng đều rất tốt. Thì đấy là những cái suy nghĩ và những cái tâm tư của người tư vấn thiết kế là Kume và Nageko. Người ta cũng cùng với lại nhà phát triển dự án đấu cho